Mấy chú thì cũng thấy cái thế giới như là bao nhiêu năm qua mà khủng khiếp nhất là bước qua năm nay. Thì đầu năm thì Thổ Nhĩ Kỳ, Syria bị động đất, đảo Hawaii, tiểu bang của Mỹ thì bị cháy rừng. Rồi ở Maroc thì bị động đất. Chưa xong cái trận động đất Maroc khắc phục thì ở Libya bị là vỡ hai con đập. Những cái cột nước nó cao lên là cuốn những cái nhà dân và sự chết chóc thương dân một cách khủng khiếp, không thể chôn kịp, phải chôn tập thể vì mấy chục ngàn người mà lúc đó quan tài đâu có đóng kịp mà để mà chôn đâu. Rồi đó là miền Nam chúng ta thì tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao cũng gió lốc xoáy mấy chục căn nhà. Ở Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất cũng có mấy căn nhà bị tốc mái. Rồi trong đó là miền Trung chúng ta thì khu vực tỉnh Ninh Thuận thì cũng có dông bão một phần nào. Rồi Tây Nguyên thì tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở, đó là chôn vùi cái đồn công an và mấy công an viên và một người dân lợi tiếp quân đồ trong cái đồn công an ở tỉnh Đắk Lắk cũng bị. Rồi gần đó thì những con quốc lộ nó bị nứt, những cái sự chấn động ra đâu là cả một hai tấc nứt ở trên đường quốc lộ luôn, thấy khủng khiếp lắm. Và khủng khiếp nhất là một ngày gần đây là ở chung cư Khương Hạ, thành phố Hà Nội, cháy chung cư mini 9 tầng. Thì như vậy thương vong là chết là 56 người, bị thương là 30 mấy 40 người. Sau này như vậy ở quận Thanh Xuân có hai chung cư cháy thêm, nhưng mà sự thương vong nó rất ít. Mà mới như đêm hôm này thôi là đón cái tin là rõ ràng là báo thời báo của Việt Nam mình, tuổi trẻ thanh niên chứ tờ báo nào cũng có đăng hết á. Tức là Handanira ở Iraq đó, cái thị trấn đó, nó có một cái nhà hàng tiệc cưới vô đó, là cái chủ đề để là đám cưới trở thành đám tang. Thì sự việc đó là phát tin viên ở trong đó người ta nói là do đám cưới vui vẻ, những cái pháo hoa mà bắn lên nó chạm vô mấy cái quả cầu ở trong cái nhà hàng đó, những cái quả cầu nó chiếu để ra ánh sáng bông hoa ở dưới nhà hàng cho đẹp, nhưng mà vô tình nó đã kết liễu cái cuộc đời định mệnh của bao nhiêu người dự đám cưới đó. Đám cưới dự khoảng 300 người mà chết khoảng 100 người, bị thương hàng trăm người nữa, thì còn chạy thoát là được khoảng 100 người. Thì như thế đó là nhân viên người ta thông tin bị gì, những cái vách của nhà hàng nó là toàn là những vật dễ cháy không à. Thì kính thưa quý vị, đây là trong kinh Phật như Đức Thầy đã báo tin rồi, ông Huân này đã hết đời phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Rồi hồi nãy chú Pho hỏi cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe, thì bây giờ từ trong nước ra thế giới, kiếp sống vốn vô thường thì không bao giờ nó bình thường, nay sống mai chết là chuyện bình thường. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là phải lắng mà nghe, thì phải con người sống phải nghiệm kim si cổ, thấy cái tình thế nó như thế nào, rồi muốn thoát qua tai nạn, muốn an vui thì phải tu hành tinh tấn như Đức Thầy chỉ dạy thì chúng ta mới được an vui. Mà bây giờ có tu mà nếu mà tu không chân thật đó quý vị, thì Đức Thầy cũng có dạy rất rõ, nếu tu thật tâm mới được thảnh thơi, tu giả dối thì lao vào lý. Và ông Thanh Sĩ cũng có dạy trong quyển Đến Niên Hoa đó, ngài nói rằng là tu giả dối thì thành tù âm phủ, mà tu thật tâm mới được tụ niết bàn. Tu thành do ở tâm can, tu không thành ở chỗ mang bộ đồ. Thì kính thưa quý vị, bao nhiêu lời vàng ngọc Đức Thầy đã dạy chúng ta là đã 83 năm từ ngày mở đạo 18 tháng 5 kỷ Mão đến nay là Quý Mão 2023. Thì từ đây đến một cái kỷ dậu nữa, kính thưa quý vị, 1849 thì Phật Thầy Tây An mở mối đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của ngài để hóa độ cứu dân độ thế, trong đó thì ngài có phát phù
trị bệnh dịch thời đó rất là hiệu nghiệm, cho nên chánh quyền Pháp thời đó thấy ngài có uy tín, dân mà theo ngài là hàng ngàn người, mấy chục ngàn người, mà thời đó là cách đây là 174 năm đó quý vị. Lúc đó là đất nước chúng ta chắc chưa được mà 10 triệu dân nó khác quá, thời 1849 á. Cho nên hiện nay là đất nước chúng ta là xém 100 triệu dân rồi, nó chỉ có 174 năm thôi. Ý là vừa là sanh vừa đau vừa bệnh vừa chết mà vẫn còn tăng cái con số như thế đó. Cho nên hiện nay trên thế giới chúng ta quý vị biết đó, các nhà khoa học thống kê là trên dưới 7-8 tỷ người đó. Thì quý thấy cái cảnh thế gian này Đức Thầy chúng ta dạy là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Đó thì kính thưa quý vị, tại sao ngài nói cái cảnh thế gian như thể chốn ao tù? Thì ao tù này đây là ngài chỉ cho cái sự không được trong sạch đó quý vị. Là hiện nay ngài có nói chúng ta, dạy chúng ta là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, nhưng mà có bao người xét cho tột chỗ đâu. Vì tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh, sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Thì kính thưa quý vị, đó là đoạn pháp trong quyển 5 Đức Thầy dạy chúng ta, là quyển khuyến thiện. Cho nên ngài thuyết giảng dạy rồi, ngài nói ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện là phải lòng liền phát tâm. Thì kính thưa quý vị, là ngài nhắc nhở chúng ta phát tâm là phát tâm từ bi bác ái, tâm bồ đề, phải biết cứu khổ ban vui thì chúng ta mới được hạnh phúc. Bởi vì ngài là một vị cổ Phật lâm phàm, mà cái bài tình yêu ngài viết tới 12 câu lận. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Kính thưa vị, hoàng là hoàng cầu, vũ là vũ trụ, danh từ chung Đức Thầy viết là cái lòng bác ái của ngài nó khắp hoàng cầu vũ trụ đó quý vị. Rồi nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, phải hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hải giới sơn minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Thì kính thưa vị, cái bài giữa bốn câu đó ngài dạy chúng ta là tất cả đồng đạo chúng ta là ngài gọi nôm na chung, cũng như là có một người phụ nữ đó là tỏ tình muốn thương Đức Thầy, thì ngài mới nói là khách má hồng muốn được yêu thì chúng ta phải hiểu chung. Không những thầy trả lời cho một người phụ nữ đó muốn để cái tình cảm thương ngài, thì ngài nói là ngài một vị Phật đã lâm phàm rồi, thì ngài đó là rất qua cái tình yêu. Cho nên ngài dạy chung chúng ta là nếu khách má hồng muốn được yêu thì tất cả đồng đạo chúng ta, bây giờ trẻ nam nữ lão ấu thì tất cả hết muốn được yêu, thì trong cái tâm trí chúng ta phải phát cái từ bi bác ái xoay chiều. Vì cái câu văn Đức Thầy bảo hướng về phụng sự với nhân loại đó quý vị, chữ nhân là người, chữ loại là loài, tức là phụng sự cho loài người, là tất cả người ở trên mặt đất này. Loài người là bất kỳ ở đâu có điều kiện là phải phục vụ. Cho nên đây là một cái tình cảm nó phải từ bi bác ái, nó bao rộng vậy chúng ta mới giải thoát được. Vì trong kinh Phật có dạy, muốn giải thoát khỏi nơi khổ hải phải cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu người không tự lo kham thì bước đường giải thoát lam nham sẽ không thành. Và cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm thì khó vượt cho qua, và phải có tinh thần như Phật Thích Ca mới có thể lìa xa tục lỵ. Thì kính thưa quý vị, đó là quý vị đây là nó khó vượt bao ha. Bây giờ con người chúng ta trong khi cái tâm trần tục muốn chuyển qua cái tâm tiên, tâm thánh, tâm Phật nó không phải là một chuyện đơn giản. Nếu là thiếu cái lòng cương quyết nhẫn nại là không được. Cho nên trong kinh có dạy chúng ta rất rõ ràng qua một vế bốn câu như sau: giữa thời kỳ Phật pháp suy mòn, sự tu tỉnh ngàn trùng muôn khổ, thiếu cương quyết, thiếu lòng giác ngộ thì sự tu rất khó hoàn thành. Đó thì kính thưa quý vị, những cái
lời mà Đức Thầy dạy chúng ta, Ngài biết cái sự hành đạo nó rất là khó. Cho nên là Ngài hay dùng cái từ bảo chúng ta ráng đây quý vị. Cái quyển 1 là sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Ngài dạy chúng ta với những câu như sau: ngày nay thế cuộc đổi say, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Kính thưa quý vị, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Kính thưa quý vị, bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc của Ngài dạy chúng ta thì trong quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ nó có nhiều cái từ là Ngài biểu chúng ta là phải ráng, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Đó quý vị thấy đó, bao nhiêu cái từ ngữ Ngài dạy chúng ta là Ngài biết là nó khó, chúng ta không thể mà làm dễ dãi, cho nên Ngài mới sử dụng cái từ ráng là cho chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ được Ngài ủng hộ. Cho nên trên phương diện dạy, Ngài thường bảo chúng ta là coi là nhận cho hiểu lý câu huyền sâu kẻ khùng này, bởi chữ khùng của Phật của thầy chứ chẳng phải của người lãng trí. Và coi tâm kệ làm theo mới trúng, kẻo lạc lầm lắm bớ tăng đồ, mà nghe cạn lời chớ có mờ hồ. Mờ hồ là bán tính bán nghi đó quý vị, năm năm đó, nửa tin nửa không đó. Và tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì qua hai câu của chú Pho Lương hỏi đó là: cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lóng mà nghe. Hoặc giả là Ngài Đức Thầy chúng ta cũng thường dạy đó: việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được dưỡng sanh, giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Thì kính thưa quý vị, cho nên Ngài nhắc chúng ta là vô cùng tha thiết, tha thiết khích lệ nhã nhặn cái tinh thần của Ngài. Ngài bảo chúng ta là thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, giới bá tánh dạng dân vô sự, vì đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Thì kính thưa quý vị, bây giờ hiện nay quý vị thấy đi, những cái cơn bão lụt đây đó là trận đất sóng thần ở quốc tế nó vừa qua rồi, là 2003-2011 là ở châu Á mình. Trận đầu tiên thì nó ở vùng Đông Nam Á mình, trận sau thì nó ở Nhật Bản. Mà hiện nay trên cái thời báo đó, là những cái tờ báo mà trong nước chúng ta đó, tuổi trẻ như Nhân Dân, đồ Thanh Niên, Dân Dân đi, là hay lược thực những cái tin là khốc liệt đó, tin khủng khiếp không à. Coi như là bão tố gió sấy khủng khiếp, lỡ núi là băng đèo dữ dằn đó. Ở Việt Nam chúng ta quý vị thấy như vừa rồi thì ngập nước ở cái đường từ Tri Tôn đi vô Ba Chúc 17 km, mà đi vô khoảng 5 km là khu vực của xã Châu Lăng, tức là mạng nam của núi Nam Quy, mạng bắc đông bắc của núi Dài Dạng Liên và mạng hướng đông của núi Cấm. Thì nó chỉ ba hướng núi thôi mà nó chất chứa cái độ ẩm độ nước như thế nào, mà người dân người ta nói ở đó là bao nhiêu năm rồi cũng có mưa dầm mưa lũ bao nhiêu ngày mà nó không gặp cái vụ mà nước tràn như năm nay, nước qua lộ là đi tới đầu gối. Thì như vậy là ở dưới nền nhà dân đó, nó không phải lộ được đắp lên. Thì quý vị nào có xem những cái phóng sự YouTube quay đó, thì từ cả thước chiều cao không, tức là ngập từ lưng quần của người lớn mình ăn lên không đó quý vị. Cho nên quý vị thấy Đức Thầy chúng ta thường có dạy mà nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thấy sự lẫy lần nạn tai đó. Thì kính thưa quý vị, trường hợp này ông ba cũng thường dạy, ông ba Nguyễn Văn Thới đó quý vị. Đền thờ ông ba Nguyễn Văn Thới nằm xã Kiến An, huyện Nhân Mới, tỉnh An Giang, tức là trên voi lộ lở bên cạnh của tay trái của bến phà Thuận Giang qua Phú Tân, thị trấn Phú Mỹ, Hòa Hảo, là khu vực tổ đình của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó quý vị. Cho nên ông ba của chúng ta là Diên Tịch 1926. Ông ba Mai Diên cũng được Phật Thầy Tây An mượn tay để viết ra 9 bổn tuồng đó quý vị. Thì coi như là bổn tuồng của ông ba là Kim Cổ Kỳ Quang đó, nó có đúng tới là 9 cái phẩm lực
trong đó thì xin lỗi mình nhớ cũng không nhiều lắm được. Kim cổ kỳ quan, ngồi buồn, dân tiên, cáo thị, rồi là nhiều cái kiển tiên nữa. Nhiều cái tác phẩm của ông Ba viết, mà cái cuốn Kim cổ kỳ quan quý vị biết đó, giảng của ông Ba là trang đôi, tức là nhìn vô một trang là hai hàng chữ in nữa. Ông Ba viết văn là nó rất là sâu xa, có chỗ có đoạn hiểu rất dễ, có đoạn hiểu là vô cùng khó khăn. Cho nên ông Ba có nói nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn, nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe, chờ khi có nước để chèo te lên dòng. Thì kính thưa vị, hiện nay mà quý vị thấy như mẫu chuyện nước mà Đức Thầy ở tổ đình Ngài nói sau này Ngài chỉ lên đọt dừa và đọt những cây dầu ở sau giường tổ đình, nước sau này sẽ ngập lên tới đó. Thì quý vị thấy đây là phải cái cuộc biến chuyển thiên cơ, nó do là Thầy nói cũng như trời đã sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả ầm ĩ xiết bao. Thì cho nên ông Ba dạy chúng ta nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe. Thì đây là ông Ba nói lý với chúng ta thôi, chứ lúc đó mà làm sao mà nước mà nó đâu phải như bình thường bây giờ. Nước lúc đó là gần như nó tới cái chuyện phong ba rồi, không có thể chèo được hết. Cho nên ông Ba dạy chúng ta là nghèo sắm xuồng, tức là cái trí trung bình, chúng ta tu một cách trung bình. Mà giàu sắm ghe thì cái người có duyên sâu với Phật đó, tu nhiều cái đại lực đại hùng thì cũng như mua được cái chiếc ghe, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Trong khi cái tai nạn mà nó sắp đến, nó diễn qua đến, thì ý ông Ba nói cả lý lẫn sự. Cho nên chúng ta ráng tu để mà nó thoát tai nạn, cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó. Ngài nói bá gia phải mau kiếp lo âu, để sau đối đầu chẳng đặng toàn thay. Thì kính thưa quý vị, cũng như vừa rồi cái nạn Covid nó vừa đi qua, mà cách đây nó gần 4 năm rồi. Nếu mà nó tới tháng 12 nữa đó là đúng 4 năm rồi, 2019 tới giờ đó, 2020, 2021, 2022 và 2020, tháng 10, 12 á, đầu tháng 12, 2023 nữa thì nó tròn đã 4 năm đó quý vị. Thì cướp đi sinh mạng trên toàn cầu này khoảng 7 triệu người. Trong đất nước Việt Nam chúng ta nghe nói khoảng 20 mấy ngàn người. Quý vị thấy bình thường trong một ấp thôi, một ấp, một ngày, một thôn mà có một người chết, 5-3 người chết, chúng ta thấy muốn kinh hoàng rồi. Mà cái sự chết vừa theo cái mùa dịch rồi đó, bị gì trở lại những cái lò thiêu mà phải nằm tài trước sau rồi mới được thiêu sớm. Chứ bây giờ sự thiêu mà nó quá tải rồi, mỗi một thiêu một cái xác người nó cũng mấy tiếng đồng hồ lận. Mà chết như thế đó là lò thiêu là coi như là thiêu không kịp, mà thậm chí là quan tài sản xuất đóng mà để cũng không kịp chôn. Như vừa rồi quý vị thấy ở Libya nó mấy chục ngàn người trong một cái đất nước, thì bình thường là lâu lâu có người đau chết thôi, thì lai rai rỉ rả là người ta còn đóng kịp. Như thế đó là xe cuốc phải đào, phải chôn tập thể. Nhưng mà người dân người ta cũng phản đối cái chôn tập thể đó nữa. Thì viện trợ cầu Liên Hiệp Quốc, viện trợ những cái túi mà đựng thay với xác người. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện khủng khiếp không? Còn bây giờ nếu mà tưởng tượng lên, ai mà ở trong cái cảnh mà bị cháy như chung cư, lên cao thì không được mà xuống cũng không được, mà ở trong phòng thì hơi nóng nó ngạt chịu không nổi, nóng ngạt chết, thà ôm con nhảy ra xuống dưới thì đa chấn thương cũng chết, gãy tay bể óc cũng chết. Bình thường là cao 3 thước thôi, nhảy xuống là đủ bể đầu, gãy 3 sườn, gãy chân rồi, chấn thương sọ não rồi. Mà trên bao nhiêu tầng mà nhảy xuống thì đây là liều mạng cùi, thí mạng cùi đó. Giờ ở đó lửa nóng cháy cũng chết, thà là nhảy ra mà chết cái thân đó thì là rồi cũng phải nhảy, cho giờ ở đó trong lửa quá nóng là không bao giờ chịu đựng được. Thì cái cảnh đó không có ai muốn hết. Nhưng mà cái định mệnh quý vị ơi, Phật có nói mà, chết trong cảnh khổ hay vui là do thiện ác. Lúc người bình sanh đó, lúc sống biết dành, khi chết thì chết mới không hối tiếc cuộc đời. Vì là chết để thảnh thơi, chứ đâu chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác nhưng không có tan hồn được, vì nhờ biết tu trong lúc bình sanh, bao nhiêu việc phước việc lành
đều là diệu dược phép linh sau này không quý vị. Cho nên là kính thưa quý vị, Đức Thầy thường bảo chúng ta ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Hay là Ngài thường khuyên chúng ta là khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, lúc bắt hồn mắc việc cũng đi. Thì kính thưa quý vị, có nhiều người là cũng đương rất là giàu có, sống coi như là rất hạnh phúc an nhiên là không có gì hết. Nhưng mà trong nhà thì hiện nay đó, cái sự đó là ra đi nó rất là đột ngột. Một là nhồi máu cơ tim, hai là tai biến mạch máu não nó rất nhanh chóng. Cho nên trong gia đình nhiều khi đó là đương sống giàu sang sung sướng hạnh phúc đó, mà có một người ra đi rồi sự đau khổ không còn gì bằng hết. Bình thường quý vị thấy mình mất tiền mất bạc thì mình làm một thời gian mình còn kiếm lại được, mà trong gia đình một cái người thân đã mến trong cái quyến thuộc máu máu mủ với nhau rồi, cái tình thương mà chia tay nhau đó, quý vị thấy còn cái gì khổ hơn. Cho nên có nhiều khi là phải khóc than. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là đoạn thứ 6, biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót, ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cơn nguy nghèo thân thể trương triên, kẻ lưu lạc người chờ trong mãi, cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến xong đời thì để lại sầu ưu. Thì kính thưa vị, đây là cái câu văn của Đức Thầy dạy chúng ta đó. Trong một gia đình, người chồng người vợ người thân nào vân vân, đến xong đời để lại sầu ưu, khi sống này thì lao động gặt hái ra đồng tiền, thì khi đã chết mất rồi thì không còn gặt hái ra đồng tiền, mà để lại cái sự là hao tốn, cũng như là đám tiệc cúng quải, xây dựng mã mồ vân vân các cái. Thì quý vị thấy đó là đến xong đời để lại sầu ưu. Sầu là buồn, lo, ưu là ưu phiền, phải lo. Cái khổ này dù lắm trí mưu cũng chung chịu như người tâm tối. Đó quý vị thấy Đức Thầy dạy chúng ta là rất rõ ràng. Cũng như cái tử thần mà nó chia cách cái người thân trong gia đình đó, thì Đức Thầy nói là cái khổ chết này đó là dù người lắm trí mưu cũng phải chịu, chứ không có ông nào mà cãi được hết trơn. Thì kính thưa vị, điều này ông Thanh Sĩ có dạy một cái đoạn pháp nói về cái chết ở trong cái quyển Tình Đạo Phật như sau. Ngài dạy rằng là khó biết trước thời gian chết đến, cái chết không nhất định trẻ già, đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có tre già khóc măng. Kính thưa quý vị, cái cây tre già mà nó khóc cái một măng mới mọc lên có mấy tấc thôi. Thì ý Đức Phật dạy chúng ta trong kinh, cũng như là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông cò bà cò, cha mẹ vân vân, là người lớn tuổi lên 50-70 tuổi đến 80-90 tuổi mà không qua đời, mà rất tiếc rằng là đứa cháu mới có lên 3-4 tuổi và nói đỏ đẻ, cái tình thương yêu với nó là vô bờ vô bến, đi xa về là gặp con cháu là ôm hung như thế nào mới thỏa mãn. Mà bây giờ hiện nay buổi hạ quân mạt pháp mày, nó đương sống mến tay mến chân vậy đó, trong chốc lát thì đủ cách chết hết. Thì cái sự là gọi là tử biệt sanh ly, khi còn sống thì chia ly xa cách, mà tử biệt thì đi nghìn thu không bao giờ trở lại. Thì kính thưa quý vị, cái điều này là khổ này không có ai tránh khỏi hết. Nhưng mà chúng ta có được tu theo Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy rằng là sát đi mất, hồn thiên không mất. Cho nên từ chỗ đó là chúng ta yên tâm mà tu. Cho nên Đức Thầy thường dạy chúng ta ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta qua một đoạn pháp. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ càng thì chúng ta có cơ duyên, dù chưa tu chưa quy y, cảm nhận được chúng ta sẽ quy y. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng, vợ còn chan chứa vì chồng, chồng thì vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy,
bốn biển to đem dí không bằng, sanh ly tử biệt não nằng. Dây quan đáng sợ nợ trần đáng ghê, dạng sự cũng ma mê dẫn lối. Muôn việc do quỷ tối dẫn đầu, giác sông mê nọ còn đâu, ngộ rồi bóng tối sẽ bị thâu hẹp liền. Thì kính thưa quý vị, qua một đoạn pháp đó, ngài Thanh Sĩ dẫn chứng chúng ta là từ đời vô thủy giờ là không biết bao nhiêu tỷ năm nghe quý vị, chứ không phải nó là bao nhiêu ngàn năm. Cho nên cái sự khóc thương của chúng ta mà Đức Phật đã biết, mỗi một lần trong gia đình người thân mà chết nhau thì khóc một lần là nước mắt bao nhiêu lần khóc, mà nó từ vô thủy đến giờ thì nó bao nhiêu tỷ năm rồi. Thì cho nên là mới nghe thoáng qua thì nói đâu lời nói này nó không có đúng, bị gì cái biển là nó quá mênh mông bao la, nó bát ngát. Đây qua bên Mỹ thì nó tới là giáp dòng của quả địa cầu chúng ta nó tới 40.000 cây số nữa, cái con số nó khủng khiếp vậy đó. Mà Đức Phật nói từ vô thủy giờ là sự thương tiếc núi với nhau, nỉ non đau khổ cái tình với nhau, ân ái chồng vợ huynh đệ với nhau, mà mỗi một lần chết mất xa cách mà khóc mà bao nhiêu thời gian từ vô thủy giờ, nước mắt mà bốn cái biển mà đem dí không bằng, tức là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Văn Dương và Địa Trung Hải, Nam Văn Dương đó quý vị. Thì ý mà nói như thế đó, thì cho nên người đời nếu mà có duyên với Đức Phật thì biết rằng giữa thời buổi hạ nguyên hạ mạt pháp này, cái chết không hẹn thời gian với ai hết. Thì cho nên chúng ta phải ráng tu để khi chết là cái linh hồn nó không có bị đày đọa cái chốn khổ. Và kính thưa quý vị, nếu mà không tin nhân quả tiền kiếp, tại sao cũng đầu sanh vào buổi hạ nguyên mạt pháp ở trên cái quả địa cầu chúng ta đây thôi, mình không nói chi bao nhiêu hành tinh khác nữa. Thì trên dưới hiện nay 7 tỷ người, mà tại sao kẻ quá vui, người quá khổ là 1, kẻ quá sang, người quá hèn là 2, kẻ quá đẹp, người quá xấu là 3, kẻ quá giàu, người quá nghèo là 4, kẻ quá vui, người quá khổ là 5, kẻ quá khôn, người quá đần là 6, và kẻ quá cường tráng, mạnh mẽ, người lại quá nhu nhược. Kẻ người ta, cái thân người ta trá nó đầy đủ, nó không có sức mẻ, cùi đuôi câm điếc ngọng què quặt hết, mà người lại bị cùi đuôi què quặt. Nhiều khi mới sanh ra là bẩm sinh hai cái chân nó dẹp lép. Mà hiện nay trên thế giới quý vị thấy, thì nếu mà coi trên TikTok với coi trên mạng đó, nhiều cái sự sanh nó lạ dữ lắm. Hai người nó dính lợi với nhau, hai người phụ nữ nó dính nhau đủ hình thức hết á. Nó dính với nhau đi đâu là nó bò là phải đi chung. Nhiều năm qua tôi có coi cái clip đó, hai cái chú nhỏ đó mười mấy tuổi thôi mà nó dính với nhau là hai cái đầu gian ra, mà hai cái đít nó dính lại nhau là chỉ có hai cái tay, là một đứa hai tay, là hai đứa bốn cái tay thôi mà không có chân. Thì như vậy là hai đứa bé này nó bò đi nhau là như con nhện nhện bò đó quý vị. Rồi còn hai người mà hai cái đầu nó dính với nhau mà hai cái mình hai tay hai chân, nó dính đủ hình thức hết trơn. Tức là đây là cái cơ duyên như thế nào mà hai người trong cái bào thai nó phải dính lẹo như vậy, nó dính đủ hình thức hết. Nhưng mà có khi là bác sĩ tách ra được, mà có khi cái thần kinh tế bào mà nó dính liền là không thể tách, tách ra là phải tử vong. Rất là nghiệp lực hết chú à. Ừ, đó mình thấy đó là nội bây giờ mình thấy rồi. Kính thưa quý vị, sao có khi người nó lùn á, chưa được một thước nữa mà người ta cao được hai thước mấy. Rồi cái người mà nhiều khi sống chưa được 20 kg, mà ở bên nước ngoài có những người 650 kg một người. Quý vị thấy cái nó khủng khiếp không? Nhìn cái tướng người đó là như con voi vậy đó. Đi đâu là phải có người hộ, mà có thể là giàu có mà nhà nước sở tại nước đó đó, người ta có sắm những cái chiếc xe, những cái cây cần cẩu để cẩu cái anh đó, là để lên cái thùng xe tải để chở ảnh đi đó, là giao lưu trị bệnh gì vân vân. Quý vị thấy đó là mập mà bự con mình tính mà trên 600 kg luôn. Thì quý vị thấy coi nhiều sanh lạ, nhiều tử lạ. Nó cho nên bây giờ chúng ta ráng cố gắng tu hành để một cái kiếp sau á, chúng ta là không còn đầu sanh lại làm người,
thì đầu thai lại nó quá đau khổ trong cõi ta bà này đó quý vị. Bây giờ mặc dù chúng ta sống đây cơm gạo bánh trái nước nôi là đủ các sản phẩm chúng ta dùng hết, nhưng mà một khi chúng ta đau ốm bệnh hoạn rồi đó thì cái thân thể này nó đày đọa chúng ta bằng cỡ nào. Cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đoạn thứ ba, ma bệnh làm nhăn đeo hành phạt sát thân ô uế, bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm muốn ăn không đặng điều hòa là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh khỏi, lại còn mang thêm tật nọ tật kia nữa đó, là đủ thứ. Cái con người mà một khi nó đau á, là tai biến não rồi đó, nằm một chỗ đó, mà nhiều khi đó là còn biến chứng đòi cái này cái kia cái nọ, đến nỗi người già chăm sóc riết mà chán nản luôn, là có thể nói một câu mà phủi ơn phủi nợ đó, nói sống kiểu này chết đâu chết phức mẹ cho rồi, sống gì mà đài đọa gì khổ quá khổ vậy nè. Đâu quý vị thấy đó, là cũng như sự chăm sóc thời gian ngắn nó còn có đủ sức, mà nó kéo dài tháng này tới năm kia mà rồi lại khó khăn. Cũng như á, mình thấy á, trên mặt đất này có hết, bình thường thì bỏ vợ lớn đi theo vợ nhỏ, mà tới chừng đau rồi thì về vợ lớn nuôi, mà chích một chút lại chữ mà vợ lớn buông bỏ không được. Quý vị đâu quý vị thấy đây là nó phải cái nhân duyên không? Cho nên tất cả nhân quả tiền kiếp thì hiện nay nó có cuộc y vậy đó. Bởi vì cho nên Khổng Tử dạy chúng ta đó, dục tri tiền thế nhân, chữ dục là muốn, chữ tri là biết, chữ tiền là trước, chữ thế là đời, chữ nhân là người. Muốn biết tiền kiếp thế của người thì kim sinh thọ giả thị, kim là hiện tại, coi hiện tại chữ sinh sống, thọ là hưởng, giả là người, thị là thấy rõ cái coi hiện nay mình hưởng được cái gì, thì đó là tiền kiếp mình đã tạo. Coi như quý vị thấy đi, người ta ở thành phố giàu sang, người ta cất villa biệt thự 10 tầng mấy chục tầng người ta ở, tiền người ta gửi ngân hàng hàng tỷ, bất động sản người ta mua quá nhiều, ta đi xe mấy tỷ bạc, vợ chồng đều đẹp, vàng đeo đỏ tay hết. Mà tại sao một người phải ăn xin ngồi trên chiếc xe lăn để lắc đi bán từ tờ giấy số, mà đi xin từ đồng mà ăn, hoặc giả nhiều khi cái người không có chiếc xe lăn nữa, què hoặc mà lấy cái vỏ xe mà cắt ra lót cái dưới đít, rồi cuộc dây lên mà lết đi trên đường mà chân tay đều chai hết trơn luôn quý vị. Bị gì tay và chân chống dưới nhựa đó, và cái đít thì lấy cái vỏ xe hơi phế liệu rồi cắt ra để ngồi mà lết đó quý vị thấy đó. Cho nên ở trong kinh Phật có cái đoạn pháp như thế này: hiện tại ở trên mặt đất này, bất kỳ thông dốt gái hay trai, có duyên Phật thì Phật sang dìu dắt, còn nghiệp ma thì ma đến phủ dây, gieo giống xưa lâu nay vẫn nở, tạo nhân xa trước hiện đền nay, lành thì lành đến, hung hung tới, mà quái lạ có nhiều cuộc trả dai. Đó thì kính thưa quý vị đó, quý vị thấy là tất cả những cái gì hết trơn là coi như là nghiệp tạo rồi, người dẫu có quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến, giống đã gieo, người dẫu có quên, đúng giờ khắc mọc lên nhất định, thì tất cả gì Đức Phật đã dạy rồi, trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Đức Thầy cũng thường bảo, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tâm làm quấy về thiên đàng, tâm ấy tạo ra chữ tâm mà quỷ ma tiên Phật cũng là tại nó. Nhưng kính thưa quý vị, ai mà sâu duyên với Phật thì thời buổi này rất nghe lời giảng của Ngài thì tin tưởng mau, tu hành càng sớm thì hạnh phúc càng sớm. Cho nên Ngài dạy chúng ta đó là muốn tu đừng đợi chiều mơi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Còn là trong kinh thì cũng dạy vậy đó, trồng lâu thì rễ ăn thâm, dù đời lai lắc khó làm tróc nghen, tu càng sớm thì lòng càng vững, muốn lập công đức cứ cũng rộng ngài, vì tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau, tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đỏ vào đường mê, sớm tu mới sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu để kiếp muộn màng, vô thường không đợi mà thời gian cũng không chờ chúng ta. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta đó, Ngài bảo chúng ta là cư sĩ Canh Điền,
lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, phải xa nơi tranh đấu lợi danh thì giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria. Thì chúng ta làm một người nông dân chất phát ra một củ khoai, một dạ gạo, một dạ đậu, một dạ lúa, thì chúng ta bán theo cái giá của thị trường, cao thấp thì tùy hưởng. Còn cái lợi danh mà có tranh đấu thì Đức Thầy bảo chúng ta đừng nhúng tay vào. Cho nên trong Bát Chánh Đạo Ngài dạy chúng ta rất là rõ ràng: một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân, phải lấy chân nhân dẹp tánh phạm tầng mới có thể mong về cực lạc. Rồi tới câu chánh ngữ: lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc cháo chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải giữ gìn các việc vẹn tròn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Thì kính thưa quý vị, tất cả những sự cầu nguyện gì thì chánh niệm Đức Thầy dạy chúng ta đó. Cho nên từ lâu rồi quý vị thấy đi, nói cái câu mà hữu cảm tất ứng, hữu cầu tất linh. Thì trong xã hội chúng ta đó, xin lỗi mà nói, quý vị thấy 10 cái vụ cầu nguyện mà nó được kết quả được mấy vụ đâu đó. Cho nên cái điều này nó rất là khó. Cho nên kính thưa quý vị, vào thời buổi hạ nguyên mạt pháp này, trong kinh Phật có nói rất là rõ: đạo đức bị đẩy sau vật chất, nên con người chân thật mấy ai, nhìn vào xã hội đời nay ít người tội phước, ngày mai để lòng lắm. Cho nên nếu mà người tu lỗi qua rồi biết hối và biết lo tránh tội về sau, tấm lòng từ thiện biết trao, thì người tu đó được đề cao trong đời. Kính thưa quý vị, cái sự tu niệm của thời bà Hạ Quân này Đức Thầy biết là rất là khó. Cho nên Ngài bảo chúng ta là phải có chữ ráng, và Ngài cũng có đính chính trước với chúng ta là tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm ghét ưa chẳng màng. Và nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng thì lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vắng teo, nơi tủ lạc thì bèo thiên hạ. Khỏi sắc thì bị tài xô ngã, tài được rồi bị sắc lôi đi. Giữa chợ đời chẳng thiếu món chi, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rùi lằn chết là vì hảo ngọt, người lỵ thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay lắm kẻ. Đời có biết bao người cậy khỏe, dùng đủ phương để hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi dạ bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng giặc giả đời càng kinh tế, đạo càng si người tệ càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ sát. Thành công là nhờ do hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Thì quý vị thấy qua một cái đoạn pháp đó, Đức Phật nói vào thời buổi hạ nguyên mạt pháp này, đa số sống với tinh thần mạnh được yếu thua, rồi do nơi đó là không có ăn ở theo cái lời dạy kệ kinh thánh hiền của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên từ chỗ đó mà đa số là cảnh khổ đau. Thầy có nói, Đức Thầy dạy rất rõ ràng, Ngài nói kể từ rài cười một mà khóc tới 10 lần quý vị, kẻo chúng nó dễ ngươi Phật Thánh, ráng bắt chước làm theo Phật Thánh. Phải ở ăn cho được hiền từ, hết khổ lao thì đến mừng cười, chừng đó mới thủy tình nguyện ước. Đó quý vị thấy, Đức Thầy cũng từng chỉ dạy cho chúng ta là ráng cố gắng. Vì hiện nay quý vị thấy đi, hiện nay trên thế giới thì trong kinh giảng cũng dạy rõ ràng rồi, nạn trời khắp đông tây gieo rắc, thêm nạn người gieo rắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế theo nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Cảnh khổ não kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào cảnh sống thế gian lao đao chẳng khác như thoàn mà gặp vong. Thì kính thưa quý vị, một cái cảnh mà đi sông đi biển mà đương chở khẩm mà gặp dông thì ai mà không sợ ghe mình chìm, cái ghe nổi còn sợ nó chồng chành nó lật nó đó. Thì ý Đức Phật nói vào thời buổi hạ nguyên mạt pháp này của chúng ta sống đây, cạnh tranh theo vật chất không có kể gì vì đạo đức hết, mà vào cái thời buổi này
là thiên tai bão lũ nó quá bất ngờ, không hẹn ai hết, mưa giông mưa đá rồi bệnh tật nó quá nhiều đi, cho nên cái chết của chúng ta rất là nhanh. Cũng như một cái đoạn pháp đây thì quý vị thấy hiện bây giờ là chiến tranh ở phương Tây mà Đức Thầy có nói đó, trời Tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn, cầu trời cho chúng qua truông thế gian yên lặng để được hát cái tuồng khải ca. Thì những cái vũ khí mà quý vị thấy hồi xưa đó, chiến tranh nó chỉ nhỏ gọn thôi, mà nay á Đức Bồ Tát dạy chúng ta như sau: xưa đánh giặc dùng gươm với nỏ, nay thông minh cậy có súng bom, một lần giết được hàng muôn dữ dằn gấp mấy ngàn lần hơn xưa. Thật rằng ấy là cơ tận thế, khiến loài người tạo chế thứ hung. Đó là tại cái nghiệp chung từ lâu nay đã tích tồn lại đây, giặc tạo lấy sau này tự chịu. Nó sẽ làm kết liễu người đời, nó như là loại chim dơi, còn người dí tợ trái mùi trên cây. Đã thế còn gặp khi giông gió thì mạng số đâu có đặng dài lâu. Phải nhớ câu thiện ác đáo đầu, rồi đây bá tánh đâu đâu sẽ tường. Thì kính thưa quý vị đó, Đức Phật dạy chúng ta là con người chúng ta sống ở thời này như đèn treo trước gió. Bệnh tật ốm đau có thể là chết một cách không hẹn giờ hẹn ngày được. Dí cũng như là cái trái cây mà nó, trái xoài, trái mặn, trái gì mà nó chín ở trên cây rồi thì nó gặp gió đó thì nó dễ rụng lắm. Thì ý Đức Phật nói chúng ta là như cái trái chín ở trên cây, thì chim chuột nó sơi là chuyện bình thường, mà lại gặp giông gió thì nó cũng sẽ rụng. Thì con người dưỡng mạng chúng ta vậy đó, nó do sự chiến tranh, thù oán, thiên tai, địa ách đủ thứ cái chết chúng ta hết. Do nơi đó mà cái câu văn mà đủ cách chết kể không hết được, chết vì bệnh, chết vì bạo ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai, dù rằng người đủ sức đủ tài không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần quá mến, tạo tác thêm nhiều việc bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh và cảnh sống hiện tình thêm khổ. Thì không cứu được mẹ cha tông tổ, lại còn làm xấu hổ gia môn, hại đời mình, hại đến nhi tôn, thật là một người không hiếu nghĩa. Nên phản tỉnh đạo màu, trao trĩa cứu độ mình, độ đến tông môn, truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn. Noi theo đó mới lánh thân cõi tục, mình lục thục, cháu con lục thục, khiến cả dòng họ mất cơ duyên, bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kế, lặn hụp trong sầu bể không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hải, các nạn tai đổ dải lên mình, thân sống cam tôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp kình mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong gọ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn, mang lấy thân sống dại chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ, mang mệnh kẻ sớm khai chịu nở, luôn bị đời nay đẻ mai chôn, rồi lo miếng ăn chạy chọt bồn chồn, vì manh giải cuối lòn bận rộn, lúc nào cũng lo như bị nhộn, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho cái tâm trí tối đen, chung cuộc cũng đem chôn xuống đất, nhưng mà có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an, đó là điều cần phải tiếc với than, cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thiện từ giữa cảnh phong ba, mới kịp hội long hoa kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được dựa kề thánh vị. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật cũng nguyện khuyên chúng ta đó, không ngồi chính phẩm liên quê là ngôi Phật, cũng ráng được cái ngôi thánh, để cho bất thối chuyển hết đau khổ đó. Thân tử đệ dạng tròn đạo lý, phận tổ thầy cũng phỉ lòng nguyện. Đó là lời của Phật muốn truyền, mong nhờ khách hữu duyên nhắc lại. Đây liền cúi đầu dâng lời dạy, mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên, rồi suy nghiệm hư nên tường tận, lo tu niệm một lòng tinh tấn, cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua, đường tịnh độ thấy ra tỏ rõ, về cực lạc cho thân hết khổ, lên niết bàn hầu được ăn có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bản tánh chân như thường trụ, được tự tại tự do làm chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, và được ngồi trên sen báo vui tươi, được thông lãm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất. Đó là lời đây rất ước mong.
khuyên thiện nam tín nữ đại đồng ráng tu được thành công đắc quả. Thì kính thưa quý vị, đó là một đoạn pháp cuối cùng hết của quyển Thần Cơ Thật Luận mà ông Thanh Sĩ viết ở bên Nhật Bản khoảng 1965 để gửi về Việt Nam chúng ta đó quý vị. Quý vị thấy đây là những lời tha thiết khi Đức Thầy vắng mặt, thì chúng ta mai duyên thì cũng được có ngài Thanh Sĩ là một bậc sáng suốt. Ngài cũng thường nói với tâm niệm của ngài đó, có học có biết có tường, không học mà biết mà phi thường lạ thai. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ đó mà Đức Thầy chúng ta là một bậc sanh nhi tri, cho nên mới học có lớp 3 trường làm mà ngài khai đạo là ngài thông thiên văn đạt địa lý. Ngài viết văn là với lối mà miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ tả đề khai. Cho nên quý vị thấy đây là một cái mai duyên của chúng ta, nhân thân khó được, thân Phật pháp khó nghe, mà hiện nay quý vị thấy đấy, ở đâu chúng ta cũng nghe Phật pháp được hết. Hiện giờ trên mạng là mở cái chương trình đạo pháp nào cũng có được hết, mà thỉnh thoảng rằng bây giờ hiện nay ở trên địa phương có nhiều nhà hảo tâm, người ta mua những cái máy nghe giảng, người ta biếu không, hoặc giả người ta bán có hỗ trợ cái máy 100 mấy ngàn, người ta chỉ bán có cho mình 100 ngàn mà thôi. Nhưng mà kém duyên không có coi, rồi tối ngày đó, rồi ngồi làm những chuyện xiên sằng, đánh cờ tướng, vui vẻ, giải trí. Hoặc giả đàn bà thì đánh tứ sắc. Thì kính thưa quý vị xin lỗi, nếu mà thân nhân người nào mà có đạo đức thâm sâu, mình nên khuyên thân nhân gia đình của chúng ta đó, những người thân đó, giải trí thì có khi có thì những quay về tìm hiểu đạo đức để chúng ta biết một con đường giải thoát, có một tín hiệu, có một ân huệ với Đức Phật. Thì khi chúng ta hoạn nạn chúng ta niệm thì mới có Đức Phật tiếp cứu, còn bây giờ chúng ta không lo tu niệm, chúng ta mãi vui theo việc đâu đâu thì càng đào hố tội lỗi sâu thêm nhiều. Cũng như Đức Thầy dạy đó, mãi say sưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, suối tiên thánh đổ ra cuồn cuộn, tràn ruộng lòng gieo giống mới nên kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo, giấc mộng vàng để truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bạo mà mê. Mùa nước về tràn khắp đèn đê, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Thì kính thưa quý vị, con người chúng ta có nhiều khi có công chuyện tiền bạc làm ăn thu nhập vô nó rất là thoải mái, mà có lúc là kém rồi chúng ta không có thể thu nhập được, cho nên nước tràn đồng mà có khi lại khô hạn nó khao khát. Cho nên là trên cái phương diện tu hành thì kính thưa quý vị, Đức Phật cũng dạy chúng ta rất rõ ràng, đời càng ngày càng lần đến mỏng, đạo cũng lo cho chóng mới rồi, người bỏ trôi cơ tạo không trôi, chớ biến nhát không xuôi được việc. Và kính thưa quý vị, sau đây là nhiều cái cách tu mà các ngài chỉ chúng ta để bước lên con đường giải thoát và hạnh phúc như sau: tu cho khỏi lâm cơ tận diệt, tu cho lòng rõ việc xưa nay, tu cho thông các việc cõi ngoài, tu được phép tài như Phật, tu cho được mình vàng chói rực, tu cho thân ngồi được tòa sen, tu cho mình hết sự ố quen, tu cho chúng được lên cảnh Phật, tu cho đến dân ban phồn thạnh, tu cho người khỏi cảnh đói nghèo, tu chừng nào cho hết nạn eo, tu cho đến khi hùm beo quỳ mọp, tu cho thắt sát thân không gầy cóp, tu cho hồn sát hợp Phật tiên, tu cho toàn dân hóa ra hiền, tu cho giống rồng tiên lạc nghiệp, tu cho hết phàm phu tội kiếp, tu cho trần hòa hiệp cõi tiên, tu chừng nào hết sự đảo điên, tu cho khắp xóm giềng hòa hảo, tu cho đến khi nào đắc đạo, tu cho thay thế tạo mới ân, tu suốt đời không phút nào ngưng, tu cho khác hơn trần mới được, tu cho đến khi đầy đủ phước, tu cho người trong nước thương nhau, tu cho mình cho khắp đồng bào, tu cho đến khi nào dứt giặc, tu cho Phật hiện thân đến dắt, tu cho thân nồng nặc hương thơm, tu cho dân no đủ áo cơm, tu cho đến không còn ai khổ, tu hoài mãi, tu cho tột chỗ, tu chừng nào Phật tổ khuyên thôi, tu cho đời hết cuộc luân hồi, tu cho khắp người ngồi sen báo, tu cho ai cũng ngay cũng thảo,
Tu cho nên chánh đạo mới tu, tu không thua loài xấu quá cù, tu cho giải ngục tù trần thế, tu cho đúng như lời kinh kệ, tu không ai khinh giải mới tu, tu cho ra thật kẻ hèn nhu, tu cho đến phục thù sáo giặc, tu cả tay và luôn cả mắt, miệng thì trơn, lòng rất tinh minh, tu như vậy siêu được hồn linh, không lo sự khổ sanh khổ tử. Ráng mà nghe đây cho thành các sự, rồi lo về Phật tử cho xong. Thì kính thưa quý vị, đó là một cái đoạn pháp mà các chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta. Nếu như ai nắm được một hai câu kinh thì cũng hạnh phúc, vì các ngài thường dạy Phật bảo rằng nước ti một bát làm cho người hết khát được ngay. Một câu kinh thi ngắn thế này có thể giúp gái trai giải thoát. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó thì các ngài thường dạy mà đời như là chết đến cơn, đạo là duyên thuốc linh đơn hoàng hồng, biết lo tu niệm là khôn, mà ngơ đường đạo đức là chôn sớm đời. Thì kính thưa quý vị, cho nên chúng ta tu ở nơi đây thì trước Đức Thầy có khuyên chúng ta đó, rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Hoặc giả rằng là ngài bảo chúng ta tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến mới phỉ tình chùi lao. Rồi chúng ta tu như thế nào mà chúng ta không có bị vướng mắc. Những cái sấm giảng khuyên người đời tu niệm của ngài cũng dạy chúng ta là Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu. Thì kính thưa quý vị, đó là ngài bảo chúng ta là ráng tu sao mà cho đó là tâm trí minh mẫn, để chúng ta phán đoán bao nhiêu cái việc đời việc đạo nó không còn vướng mắc. Thì lúc đó là chúng ta sẽ được đúng như lời thầy chỉ dạy, tu hành là gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận thì cháu con sẽ được thảo hiền, và tu cho rõ mối quyền tham quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, hay là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm mật tai ương chẳng còn, thì tu cầu Phật quá tánh tình lưới mê chẳng được, thì chúng ta sẽ nhẹ mình tiêu dao. Thì kính thưa quý vị, trước khi dứt lời, chúc tất cả quý ông đạo trong ngoài nước gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, kinh tế thu nhập ổn định, để quý vị tu hành tinh tấn thành công viên mãn, cứu khổ được cửu quyền, cũng như là tu cho vui lòng thầy tổ chốn mây rồng, và đẹp lòng tổ tông nơi chính suối. Xin hết. Nam mô Di Đà Phật.